niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, quê ở làng Sen, một vùng nông thôn nghèo thuộc huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Người mẹ Tảo Tần ở làng Sen nghèo khó đã sinh ra cậu bé Nguyễn Sinh Cung, tức Nguyễn Tất Thành, đồng chí Nguyễn Ái Quốc và chủ tịch Hồ Chí Minh vô vàn yêu kính của dân tộc Việt Nam. Tôi chỉ có một ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước nhà được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành. Hãy nhìn kỹ, người bồi bàn trẻ tuổi đang bưng mâm này trong một khách sạn ở London là ai vậy? Đôi mắt người ấy đã trông thấy những gì? Tên thật người là Nguyễn Sinh Cung. Cậu bé Cung ra đời năm 1890. Nước Việt Nam lúc bấy giờ đang còn là thuộc địa Pháp. Năm 1911, lúc 21 tuổi, anh Nguyễn rời bỏ gia đình và quê hương đi sang phương Tây. Anh đi để mở rộng tầm trời. Anh đi không biết bao nhiêu nơi, qua các biển lớn và các xứ sở, rất nhiều nghề, nghề lao động chân tay lam lũ, bị khinh rẻ. Anh vừa làm vừa tự học không ngừng và biết nhiều thứ tiếng nói trên trái đất. Mắt anh nhìn thấy từ châu Á, châu Âu, châu Mỹ. Ở đâu con người cũng là một, ở khổ sự cùng với cũng là một. Ở đâu cũng còn những người lao động bị bóc lột, bị lừa dối, bị chà đạp, bị giết chóc, nhất là những người thuộc địa. Khi đến hoạt động ở nước Pháp, Nguyễn Ái Quốc ra tờ báo